tiền đấy. Đẹp. Nó bán mà nó bán người được giá thì nó bán tất cả phần. Nhưng bây giờ bán này nó có làm được với tắm. Đây anh em nhé, đang mặt ở chợ Chim Cảnh. Chợ Chim Cảnh, chợ Phiên. Đấy, Lạng Sơn. Ở trên này thì thấy bán khá nhiều chim. Chè lửa, chè than, chè màu. Đây. Ở bên này mấy bác là bán sóc. Đấy, chè lửa, cu gáy. Đó vào hộp ná. Đây hộp sóc này đẹp nhỉ. Sao hộp à, sóc bông, sóc bông. Không lấy ra được không? Nó quay đầu được không mà ra? Nó sang có tài đóng tiền luôn. Đá là quay ra được. Cho bao tải đẹp hơn. Chắc này. Cho bao nhiêu được. Ở dưới không cho vào hơi khó tối. Sao nó cắn à? Bắt ra khó. Nhưng mà cái lòng phải sắp. Không sao được dưới à? Cú gáy là bán bao nhiêu? 350 bạn. Cú gáy. Chà lửa. Không thực tư nào. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Nó tuột lồng ra. Cả đôi thì 700. Đấy, xong rồi. Rồi đuôi cả đó, đừng cần không cần quay. Sóc, sóc bông. Con này đẹp đấy. Dạ, cu quá. À, sóc bông. Đây, đây cu gáy và chờ lửa đây. Đã mua một xong một con sóc. À, còn trên này thì thấy anh em bán chè lửa, hạ mi, chà mào. Đấy, trên này thì con thấy mấy con chà mào khá đẹp. Chè lửa đi bấy về 200 một con đây này. Đấy, ở trên kia thì anh em đang rượt trào màu rất là nhiều, đẹp. Mấy anh em trên này đấy, đang rượt trào màu. Chứ là không quay được chi tiết cho anh em đâu, chỉ biết cái chợ này như thế này. Đấy. Bên này thì có một số những trào màu má trắng, má đỏ. Bên này anh em đang bán bên này. Con này bác kia vẫn chưa không lấy à? Bà bác kia vẫn không lấy của bà. Nó bảo là đã mấy chục rồi luôn. Con chim mái, nếu chim mái thì thế thôi, người ta không thích. Thế? Bà cũng không biết nhé, không biết mấy đứa con này đấy là nhà có chim mà có chim cu à, thế nó về. Mới về này họ còn phải vào cám nữa. Vâng. Vào cám nữa, không vào cám được cũng chết đấy. Con
Con này đắt vơ. Con này con này mái hay là trống anh Trung? Con này mái hay trống? Con mái thì người ta rẻ thôi. Còn thật ra con trở than mái người ta không thích đâu. Thích trống thôi. Con này bỏ thì nuôi. Con này lại vừa bấy được nữa thì chưa vào cám được, người ta không thích lắm. Đây con than mái, không phải than trống bà. Than trống nó đắt tiền hơn. Than trống thì bán được khoảng 300. Đây. Đây có mấy con chim của anh Trung. Mì đất. Bên này mấy anh em đang chào mào. Mì đất 2 lít một con mì đất. Chào mào bông. Gà rừng. Gà rừng. Con này lai rồi nhỉ ông nhỉ? Không lai á? Nguyên bản bảo bản cả. Nguyên bản của nó, bố mẹ của nó nhỉ? À, nguyên bản. Còn nhưng mà mẹ nó đi kiếm ở đâu thì không biết. Còn nhà anh ấy không nuôi một loài nào nữa rồi, loài nào. À, em một đấy, thân chủng. Út mật. Mới chim này chơi. Đó. Mới chim này chơi. Có kia thả được mấy mà. Còn đấy mua nhà người ta lấy cung núi thuần rồi. Nhưng mà nó kiểu nhảy chứ không bay. Có cái cây cảnh Avi xích à. Đây anh. Lại đào tạo con nữa mà. Con không bỏ bay rồi. Đâu vào nhà nó bắt một đàn đi, nó cứ tách con nào ra nó thuần thuần thì mình mua lại. Em bán đi. Vâng, bán cho chị. Anh lấy loại nào? Loại đỏ với lại đôi trẻ 150 nhá, còn loại kia loại vàng vàng 5 màu với 50.000 một. Ừ, loại cổ vàng đấy. Con nào nó có chấm chấm đen này là con đực, trong đấy có một con mái. Đấy, con mái giờ đang đứng ở cạnh con đực. Nó ăn còn có trắng không? Có đấy, sao bên này nó có cám riêng mà anh. Phun mật nó có cám riêng mà. Con đứa trẻ là ngon lắm, ngon lắm. Con này một ngày phải mất mấy nghìn tiền thịt cho nó ăn. Nuôi con này nửa cân một ngày á? Nửa cân một ngày thì nuôi con này cũng là chết tiền. Gan phổi gà. Còn nó hay thịt lợn kia phải không ạ? Đéo sợ đâu nhỉ. Vừa quay vừa mua chim rồi em. Chuyên săn gà đấy. Săn gà con này ăn gà. Gà con là phát một luôn đấy. Gà nó còn sơi được. Gà to nó còn sơi nhỉ. Gà chúng chiến nó sơi là bình thường thôi. Ừ. Ưng ấn. Con này phải được cân đấy nhỉ. Được cân đấy. Được cân đấy. Con này thịt không biết ăn ngon không nhỉ? Loại này không biết ăn ngon không?
Đây là tự nhiên. Mà bằng giá thì là bằng nông thôi. Đây là cái này cái này bao nhiêu? Khá lắm chứ rồi. Già đồng bằng già. Khả năng nó dai thì thế nhỉ? Dài. 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 Con này phải bố con mẹ rồi. Đây họa mi trà màu chia lửa rất nhiều. Lồng bẫy. Chia lửa. Nhà có 20 vụ rồi. Con mồi đâu? Đổ hết đây nên là vướng không có chỗ để chim. Cuối tâm để hẳn nó kia là đỡ vướng ngay. Vướng vướng đã. Đó. Lồng và phụ kiện các loài chim. Đấy, mua chim phát là sang đây mua lồng luôn, tiện. Con này vừa. Con rẻ hơn thì là kia. Có cả rẻ hơn. 300 con. Đây con này màu cáo phết. Đấy, màu rẻ phết. Vừa lấy, màu lân nữa nhỉ? Đá lên, đá lên. Ờ, đá lên. Đá răng rồi đấy. Chưa, mái. Anh bớt em mấy chục đi. Không bớt, có áo đầy đủ. Áo đẹp, phải chẳng biết là có cả áo. Đây có khiếu này. Nó đều cù. Qua con cắt ngắn hơn thôi. Nghênh giỏi chơi cả ngũ sắc à? Ngũ sắc, toàn ngũ sắc. Đúng này, cái đúng này, đúng chất núi đá. Con trên nó già, con dưới mới thay lông. Ngũ sắc. Chim cắt à? Chim cắt rồi. Giống là giống nhỏ. Ở đây thì mình thấy có những dòng chim như là chim khuyên này. Và chim này là gọi là chim ngũ sắc này anh em này. Đấy. Đây có một con sáo này. Đây có một đôi chim cu này. Đây có một con chim cu trắng này. Đấy. Và mình ở đây nhìn thấy có rất nhiều chòe lửa nhé. Rất nhiều chòe lửa. Đấy. Lửa ở đây bán giá tầm 300-350. Trên này cũng lửa này. Và thấy có hai con chim tiểu mi nha các bạn này. Đây là chim tiểu mi nhá. Tiểu mi và một con chòe than. Đấy. Bên này mình cũng thấy là có những con chim hút mật chè lửa. Đây là dòng chim hút mật này. Con trống non này đang lông đen xì cổ đâu. Chè lửa này nuôi con này hay này.
lên lên đầu đen xì đây. Nuôi ăn đấy hay lắm. Đấy. Quế lâm, ngũ sắc. Con này nhập thêm hai con vẹt hư hồng anh. Không đọng. Bán một con đấy à? Hai con. Không đọng bán hai con rồi nhỉ. Đấy, vẹt ngược hồng, chè than. Bên kia thì thấy không? Chim khiếu. Chắc cứng hết rồi.